Nè, hơn 200 ngàn đó. Cầm hết đi, bo cho em luôn á. Dạ. À, anh ơi. Ừ? Xe đạp của anh. À quên. Gần 8 giờ rồi mà sao chưa thấy ra nữa vậy ta? Không biết có ngủ quên không nữa. Trời ơi, lấy xe đâu mà chở sách về bây giờ? Xe đập cuộc làm sao mà chở sách được? Kiểu này chắc là ngủ quên thiệt rồi. Lại phải tốn tiền thuê xích lô chở về nữa. Bây giờ kiếm xích lô ở đâu trời. Thiệt là bực mình quá. Em ơi, tính tiền. Dạ. 14 chai, 13.000 một chai. Dạ của anh 182.000 anh. Nè, hơn 200.000 đó. Cầm hết đi, bo cho em luôn á. Dạ. À, anh ơi. Ừ? Xe đạp của anh. À quên. Đi đâu mà giờ này chưa về nữa? Mà đi đâu được chứ? Anh ta đâu có quen ai đâu. Hay trên đường về gặp tai nạn ta? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Bướm bướm bay rơi bay dòng, bướm bướm bay đôi bài giống. Em ngồi xem đấy bậy vui thiệt mắc rưỡi. Trời, ai mà gan dữ vậy ta? Đường vắng que mà dám bỏ xe đạp ở đây.
Nó xe đạp cồn nhỉ, thèm lấy. Taxi! Taxi! Taxi chết đã hết rồi. Taxi. Mới đầu tối mà say xỉn sớm vậy cha. Về đâu huynh? Vậy vậy anh ơi, tới nhà anh ơi. Vậy vậy tới nhà anh ơi. Vậy đi, tới nơi rồi xuống anh ơi. Tới nhà rồi. Trời ơi, tới nhà rồi. Trời ơi, say xỉn chi cho mệt, không biết. Tới nhà rồi. Ủa, sao lại chở tôi tới đây? Thì anh kêu tôi chở tới số 18 Mỹ Hưng. Tôi chở đúng nhà rồi nè. Tôi kêu ông chở tới à? Trời, chứ anh không kêu tự nhiên tôi chở anh tới đây làm chi? Bộ anh tưởng tôi khùng hả? Tôi kêu à, tôi kỳ. Ủa mà tới đây làm gì? Làm sao tôi biết được? Anh không kêu sao tôi chở anh tới đây? Anh vừa phải thôi. Xỉn biết rồi, đầu óc bấn loạn hay sao vậy? Nè nè nè, làm ơn trả tiền taxi cho tôi về. Chở mấy cho xỉn mệt quá. Chở tôi về lại Sài Gòn đi. Tới ngã... không dám đâu, không dám đâu. Làm ơn kêu xe khác đi giùm đi. Nhìn mặt kỹ đi, tôi đâu có ngu. Bị lừa một lần thôi chứ. Nè nè, trả tiền, trả tiền. Bao nhiêu? 85 ngàn. 85 ngàn. Làm bà xùm. Bà xùm gì? Trả tiền đi đã. Gì nữa đây? Nãy có 200 ngàn đây mà. Giờ đâu rồi? Ê ê ê ê, định ăn quỵt đúng không? Lừa tao hả? Tiền đâu? Ai mà quýt. Tôi có 200 ngàn thiệt mà. Hồi nãy là tôi để trong túi mà. Rồi đâu? Chắc là rơi trong xe. Rơi trong xe thì vô xe kiếm giùm cái. Có không? Không có rồi. Trời ơi, không có thì vậy vậy. Đi, đi ra. Ra đây, lừa đảo hả? Ra đây, ra đây. Có không? Hả? Có không? Chắc là rơi chỗ khác à. Trời ơi, rơi chỗ khác là chỗ nào? Ăn quỵt đúng không? Bây giờ trả không? Tôi đâu có lừa anh. Tôi nhớ là tôi có 200 nghìn trong túi thiệt. Nhớ, nhớ cái con